Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chợ mới của tỉnh An Giang các bạn ơi. Hôm nay mình quay trở lại cái vườn mai của anh Ba Đời các bạn. Hôm nay anh về được 6 gốc mai. Bắt đầu vô mình quay chi tiết cho các bạn xem. Anh em nào thích gốc nào thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Ba để mình giao lưu các bạn ơi. Ba. Rồi chào tất cả các bạn toàn quốc nha. Tôi Ba Đời ở chợ mới. Dưới chợ mới Ba Đời số, gần đến đội lửa 400m. Dạ. Hôm nay mình giao lưu với anh em bao nhiêu gốc anh Ba? Ở đây mình được 6 gốc này rồi. Dạ. Quái có, sù có. Cây là chuẩn VIP hả anh? Cây đẹp luôn. Rồi bắt đầu vô quay cây số 1 cho các bạn xem bạn. Đây, đầu tiên một cây hình thú các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Cái này hình tượng con gì anh Ba? Cây này mình không tả nổi rồi, đây. Cây này nó quái cây rồi, cũng giống như hai con nó đang giao cấu rồi. Không tả nổi rồi. Rồi vô quay chi tiết cho các bạn xem các bạn. Đây, này không có nhìn cái con gì các bạn ơi. Này, anh Ba nó hai con đang làm chuyện ấy. Hai con nó đang giao cấu rồi. Dạ. Mình quay từ cho các bạn xem rồi anh em hình tượng cái gì đó rồi anh em cho nhận xét các bạn ơi. Cái này hai cây mà nó liền nha các bạn. Dạ. Dính liền nhau hả anh? Chứ không phải hai cây riêng biệt ha. Cái này mình tính thành phẩm chưa anh Ba? Cái này gọi là thành phẩm rồi đại ơi. Dạ. Này là chơi chứ còn chỉnh sửa gì đó. Quá đẹp luôn. Này thân chậu vô bao lâu rồi anh? Cây vô chậu lâu lắm rồi. Dạ. Rồi quay cái mặt tài phía trên cho các bạn xem đây. Quá đẹp. Cái này chiều cao tầm khoảng như anh Ba? Cái này cao là nó có cao không đâu anh ơi. Dạ. 70 rồi. 70 ha. Cái này cái tán ngang ở trên là khoảng bao nhiêu anh Ba? Tán ngang này nó 8-9 vậy hả? Dạ, 1m8-9 nha anh. Rồi quay vòng trong các bạn xem cái xương tàn đó nha. Xương tàn rất là đẹp các bạn ơi. Mình tạo thành phẩm vậy là bao lâu rồi mới đẹp vậy anh? Cây này là trên dưới cả chục năm rồi. Dạ. Đây các bạn. Tàn tán anh tạo là cái 10 năm các bạn ơi, thành phẩm chưa rồi, cái này về là anh em chơi thôi. Chơi lẹ chứ không phải nữa chứ. Thấy cục này có duyên ác không? Dạ. Cái này lâu năm mới bắt đầu nó lên cục vậy hả anh? Cái đó nó xù đó em ơi. Dạ. Cây xù cây không. Phía này xù bên kia nó không á. Bên kia mình một cây xù, một cây không xù các bạn ơi. Cũng hay nha. Dạ. Rồi cái này đo cái sao anh Ba? Cái này biết được đâu đo nhắm chừng đi chứ. Dạ. Độ hơi thôi chứ đo gì đây cũng hơi khó lắm, đo xương đi. Dạ. Đủ đứt nhỏ nữa thôi. Lộn số rồi. Hành chính. Rồi đó áo các bạn ơi, cái này cũng khó đo các bạn. Khó đo lắm. Này chơi dạng cây quái các bạn ơi. Rất là đẹp. Còn cái số 1 này cho luôn chứ anh em giá như anh Ba. Cây này mình bán cho anh em là 40 triệu, con ship 316 mình nói rồi. Cái cọng này vô cái cốt chứng này nha, cốt chứng này là cốt để đồ này. Cái này là cũng như là để giữ lợi đâu mà mình làm hoài đó. Rồi ok. Đây cho lên thôi, tại đây cũng muốn bán nha. Rồi 40 triệu các bạn ơi. Tặng anh em cái chậu phía trên nha, dưới không có tặng anh em ơi. Bao xếp cho anh em 200 cây số. Cho nó hả? Con này tên gì anh Ba? Con này hả? Dạ. Trời ơi con này nó khủng khiếp lắm á, con này là con khủng long. Khủng long ha. Nó khủng lắm. Quá tài các bạn ơi. Cái gì của đó thấy nóng lạnh không? Đây nè. Quay từ đi các bạn xem cái đây. Cái dằn gì vậy gì đó không? Quá tài luôn. Con này mà nên mà nằm cái con này thậm chí mà tại chỗ một cái là đi không nổi luôn. Dạ. Con khủng long ha anh. Ừ. Một cốt chốt độ các bạn ơi, thân lắc lượng luôn. Đây, cái thân nó chảy kìa bạn. Toàn thân luôn. Quá dữ luôn, bích mình luôn. Thấy như cái đầu nó cắt lên không? Dạ. Cái mình nó nằm ở đầu nó cắt lên, nó kiếm màu phải không? Dạ. Cái này nó lên vậy là khoảng xù này khoảng bao nhiêu phần trăm rồi anh Ba? 60% rồi anh. Dạ, 60% các bạn ơi. Bích mình luôn. Cốt cà nằm nhão lâu chưa anh Ba? Chơi rồi đó em ơi, cái này tại mình dằn dây chứ chừng 6 dây rồi là chơi chứ không còn chỉnh sửa nữa chứ. Dạ. Quá tài các bạn ơi, xương tàn. Con là cả chục năm mới được vậy đó. Dạ, xương tàn dày đặc luôn nha. Cái này anh em về anh em nuôi thêm cho tàn tán lập dày đặc là anh em chơi thôi. Một cây mai xù trễ nha, 60%. Mặt bông sao anh Ba? Mặt bông là từ 5 đến 7 bao bông luôn. Rồi, từ 5 đến 7 cánh các bạn ơi, bao bông đẹp cho anh em. Luôn vậy đó. Dạ. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh?
1m9, tán ngang nhiêu anh? Một mét tám nha. Rồi quay vòng nữa cho các bạn xem cái mặt phía bên đây nha. Cây này anh em nào có duyên sở hữu gì mình chăm thêm, cái thành phẩm anh em chơi là nói chung là đẳng cấp luôn các bạn ơi, quá tay luôn nè, có cái đu luôn nha. Chơi rồi độc chiêu lắm, bơi cái lá cây kiếm không dễ gì kiếm nè. Dạ. Dữ lắm luôn. Có mà kiếm cây vậy anh ba? Có luôn, nó phải kiếm cây này, kiếm khó vậy luôn. Dạ. Cái này phải nói luôn mà em thấy chi hậu nữa không? Rồi rất cu kiệu luôn thấy không? Quá tay luôn các bạn ơi. Này 10 năm mới thay mà thành phẩm vậy đó anh. Nguyên cái mình luôn ạ. Đế đóng hai bên nha. Dạ, cây lắm rồi đó. Dạ. Cây này bán bao nhiêu năm anh ba? Trên 4 triệu năm rồi. Xương tàn đóng từ dưới lên trên các bạn ơi, tạo rất là đều nha, không có thiếu chi nào hết, rất là đẹp. Rồi anh ba đâu thông số anh ba ơi? Em ngồi được. Cái cây này nó cũng hơi khó đo nha các bạn, mình đo đây cần tổ chỗ nhỏ đi nha các bạn. Dạ. Rồi tùy theo anh em mình sở thích thôi. Cũng lâu á, cũng lâu. Đo chỗ nhỏ đi. Đo chỗ nhỏ cho anh em coi đi. 40 anh em ơi. Rồi. Hơn 40, 41 tính 40 thôi. Rồi tính 40 anh em ơi. Rồi đâu anh đo thử coi. Dạ anh đo thử cái mình coi nhiêu anh. 43 anh em ơi. Rồi 43 cái mình các bạn ơi. Nguyên một con củ lông anh. Củ lông luôn. Củ lông nằm luôn các bạn ơi. Ừ, đang cất cái đầu lên luôn. Dạ. Rồi con củ lông này mình giao lưu với anh em giá như anh ba. Cây này nếu anh em nào thích thì chỉ mình bán 110 triệu em. Dạ, 110 triệu ha anh. Dạ. Rồi anh bao ship là 200 cây số luôn anh. Số luôn. Rồi 110 triệu các bạn ơi, bao xếp cho anh em 200 cây số. Rồi tiếp theo các bạn ơi, thuốc mã số 4 nha. Đây. Cái thành phẩm chưa anh? Cây này coi như là mình vô dây gọi thành phẩm rồi đấy hàng đại, nhưng mà kinh cành nó chưa được lớn không thôi. Chứ cây này về để vậy là chơi rồi. Dạ, đây các bạn. Tàn tán nói chung vô dây phân chia rất là đều các bạn ơi. Bonsai lùng lực luôn, đấy rất là đẹp. Cái này lên xù gì anh ba? Lên xù nhiễu đằng cài đó em, bên đây hết chứ bên kia nhiễu nhiều hơn. Dạ đây các bạn, quay mặt bên đây rồi, qua anh kia quay mặt toàn diện cho các bạn xem luôn. Để chảy bự đều luôn. Lên bao nhiêu phần trăm rồi anh ba? Cây này nó mới xù chừng khoảng 30% hả? Dạ. Cây xù mà đế tứ diện trơn ha, đẹp quá. Quay từ từ để các bạn xem các bạn ơi. Lên 40% rồi. Đế đều hết trơn luôn, tất cả các mặt luôn. Chết đây xù nhiều đó em. Dạ, đây lên cục cục luôn anh. Trời ơi, đó xù nhiều quá. Nãy lên 3 nhánh hả anh? Cái này gọi là tam tài em ơi, nhưng mà dạ. Tam tài dễ coi. Dạ. Cũng khá là có duyên các bạn ơi. Càng đóng là đẹp rồi. Dạ. Cây này chỉnh sửa cũng lâu rồi, nhiều lần. Cây này anh em về nuôi thêm nữa cho tàn tán lập đầy đủ bạn, về đặt lên là anh em chơi thôi. Mặt bông sao anh ba? Mặt bông này là bình thường em, 5 cánh bình thường. Bởi dạ. Rồi anh ba đâu thông số khoảng như anh ba? Cây mai xù chảy các bạn ơi. Rồi 62 hoàn chỉnh các bạn ơi. Cao 34. Rồi chiều cao tầm khoảng như anh ba? Chiều cao cỡ 1m7 đi. Rồi chiều cao tàn là 1m7 các bạn ơi. 1m5 đi. Rồi 1m5. Rồi có mã số 4 giao lưu với anh em giá như anh ba? Cái này nếu anh em nào mà thiện chí đó, mình giao lưu cho anh em là giá dễ chơi, 40 triệu bao ship 200 cây số luôn. Rồi 40 triệu các bạn ơi, bao ship cho anh em 200 cây số. Rồi tiếp theo các bạn ơi, có mã số 2 nha. Cái này mình mới vô giao luôn hả anh ba? Mới là về cái qua luôn á. Dạ. Mình vô dây về bao lâu rồi anh? Cây này cũng mới vô luôn. Dạ. Tại vì đó cái này là nó có cái chân cành sẵn nha, cái này chỉ mới dằn lại thôi nha. Dạ. Một thân một cốt luôn các bạn ơi. Cái này anh ba mới vừa vô dây, phân chia tàn rất là đều rồi. Cái này anh em về anh em nuôi thêm cho lập tàn tán đủ là anh em chơi thôi. Một cốt chót đọt luôn. Cái này đang lên xù hả anh ba? Đang lên xù á, xù là xù nhiễu được cài á. Dạ. Xù sáp hả anh? Đây các bạn ơi. Dọc theo thân luôn nha.
đế cũ nở luôn. Cái này lên xu khoảng nhiêu phần trăm rồi anh ba? Cái này khoảng 40% rồi đấy. Dạ, đây các bạn, nó chảy xuống các bạn, từ trên xuống dưới luôn nè. Dọc theo thân luôn nghe. Tương lai nó chảy dữ lắm luôn á. Tại dạ. Vì con chết của nó là cây cây đó. Cái nó chảy mà chảy bệt dữ thấy không? Dạ. Bồ đế thì khỏi che rồi. Mặt bông sao anh ba? Mặt bông cái này 57 bình thường, đẹp. Rồi mình đi một vòng cho các bạn luôn. Xem cái bộ đế nha. 5-7 cánh các bạn ơi. Bông bao đẹp luôn. Xù chảy 40%. Rồi anh ba đo thông số khoảng nhiêu anh ba? Chín đi, hơn 49 mình tính 49 thôi. Rồi 49 hoàn chỉnh các bạn ơi. 1m8 đi. Rồi 1m8 các bạn ơi. 8 ngang cỡ 1. Rồi 8 ngang cũng 1m7 các bạn ơi. Rồi có bản số 2 vô luôn với anh em giá nhiêu anh ba? Cái này anh em nào nếu mà thiện chí thích là mình bán 75 triệu đồng đấy, bao ship 300 cây số luôn. Rồi 75 triệu các bạn ơi, bao ship cho anh em 200 cây số. Góc mã số 3 nha. Đây. Một cây bonsai lùng lùng lực luôn. Đế rất là đẹp. Nó chiều cao tầm khoảng nhiêu anh ba? Cái này khoảng 1m1 rồi đại ơi. Rồi 1m1, tán ngang nhiêu anh? Mét tư hả anh? Rồi quay cận cảnh cho các bạn xem. Mấy cái thẹo này là lâu hả? Lâu bao lâu anh ba? Cái thẹo này nó cắt mấy năm rồi nhưng mà nó đang kéo mạnh lắm đại, mấy cái cục này có thể nữa nó sù quýu vô luôn á. Tại vì dạ. Cây nó mạnh á, cây mình nuôi khéo á. Rất là khéo ha. Cây lùng liền lực luôn. Đây rất là đẹp các bạn ơi. Quay vòng cho bạn xem đây. Thân lắc luôn nha. Cây này mình vô dây bao lâu rồi anh? Cây này nó gai mình chỉnh sửa lâu hiện đại nhưng mới vô dây rồi hôm qua anh chứ ha. Dạ. Mới dần lại. Nó chỉnh sửa lâu rồi. Dần dây lại các bạn ơi. Anh phân chia tàn cũng đều nha. Bộ đế thì cũ nở. Đế đều tất cả các mặt luôn, tứ diện. Mặt bông sao anh ba? Mặt bông giống như cây bản số 2 luôn, cây giang luôn. Dạ. Từ 5 đến 7 cánh luôn anh. Rồi anh ba đo thông số khoảng bao nhiêu anh? Rồi 49 hoành các bạn ơi. 48 thôi. Rồi tính 48. Rồi đó cũ luôn, cái cũ luôn nhiêu anh? 92 tính 90 thôi. Rồi 92 các bạn ơi. Tính cho anh em 90 thôi. Rồi cái mã số 3 này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Cái này nếu anh em nào thiện chí là mình gửi là 60, bao ship 300 số luôn. 60 triệu. Rồi 60 triệu các bạn ơi, bao ship cho anh em 200 cây số. Cây bonsai lùng lực luôn nha, rất là đẹp. Quay lại vòng nó cho các bạn xem. Cây lắc dữ luôn á. Dạ. Đây các bạn. Cây rất là nâng các bạn ơi. Rồi tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 6 nha. Một thân một cốt luôn. Cái này anh ba anh mới tạo tàn các bạn ơi. Phân chia tàn cũng rất là đều nè. Chiều cao là khoảng 4m5 mà anh ơi. Rồi tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang này thì cỡ khoảng 2m à. Dạ. 2m. Cái này đặc biệt củ đế rất là đẹp các bạn ơi. Nó nở lên bằng một ôm luôn các bạn. Chân cành nhạo là cả lâu rồi đó, tại mới dần dây lên hôm qua đó. Dạ. Tàn tán thì phân chia đều các bạn ơi, từ dưới ống từ dưới lên trên luôn nha. Mặt bông cái này á là từ 5 đến 6, đến 7 cũng có, 7 thì ít, 5 dạ. 6 nhiều. Từ 5 đến 7 cái ha, 7 cánh anh. 7 thì ít nhưng mà 5 6 nhiều. Dạ, rồi đây là cái củ đế các bạn ơi. Một đống luôn. Cây một cốt chốt đọt nha. Thân lắc nhẹ luôn. Đây là bộ đế đây. Tứ diện có hết nha. Một cái củ trà bá luôn. Thân xoắn các bạn ơi. Rồi ở đây quay lại cái mặt tàn lại cho các bạn xem lại. Đây. Thân lắc lượng luôn nha. Rất là đẹp. Cây rất là nâng cây các bạn ơi. Lực cây. Cây này anh em tạo tàn tán thành phẩm là anh em chơi là nói chung là VIP luôn.
Rồi em nhận anh ba đo thông số rồi khoảng bao nhiêu anh ba? Một cái cũ chà bá luôn. Chà bá cái cũ luôn anh ba. Thì đo chỗ nhỏ nè nghe, chứ không đo ngay cái cũ đó nghe. Dạ. 65 em ơi. Rồi quanh chứng 65 anh ba. 65 đo cái cũ cho tôi nè. Rồi 1m6 các bạn ơi. Cái cũ khá là lớn nghe, đó áo thôi. Rồi góc mã số 6 này mình cho luôn với anh em giá nhiêu vậy anh ba? Cây này nó rất là đẹp nhưng mà tại mình mua rẻ, mình bán rẻ cho anh em là chơi là những anh em vừa qua có ủng hộ mình nhiều rồi, bây giờ mình bán cây này 170 triệu ha. Bao rồi. 300 cây số. Rồi 170 triệu ha anh. Bao xếp cho anh em 200 cây số ha. Video mình có nói gì khán giả không anh ba? Chào tất cả anh em toàn quốc nha. Giờ kết thúc video là trong bữa sáng ngày hôm nay. Tôi là Ba Đài. Xin nói là chào tất cả anh em, chúc tất cả anh em được nhiều sức khỏe. Và cảm ơn anh em nhiều là vừa qua có ủng hộ cái clip của Ba Đài bán mau á. Và clip tới đây thì anh em có duyên thì tiếp tục mua tiếp nữa nha. Cảm ơn tất cả anh em luôn nha. Chào nha. Dạ rồi ok.